Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. 6 câu chuyện thiền khai mở trí tuệ. Những câu chuyện thiền rất ngắn đọng, xúc tích, nhưng lại chứa đựng triết lý nhân sinh thâm sâu, gợi mở tư tưởng và quan niệm cho người đọc, giúp đột phá khỏi cái khung tư tưởng và quan niệm nhỏ hẹp, cố hữu. 1. Trên con đường lầy. Một ngày nọ, thiền sư Thản Sơn cùng một sư đệ đi trên con đường lầy sau trận mưa lớn. Họ gặp một cô gái xinh đẹp ở một khúc cua. Cô gái mặc váy áo lụa và thắt lưng lụa nên không đi qua chỗ bùn lầy được. Nào cô gái, tôi giúp cô. Thản Sơn nói rồi ôm cô gái bế qua con đường bùn lầy. Sau đó đặt cô gái xuống và tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, sư đệ im lặng, chẳng nói năng gì. Cuối cùng không nén nổi, bèn hỏi Thản Sơn. Chúng ta là người xuất gia, không được gần phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ đẹp. Như vậy rất nguy hiểm. Nhưng mà tại sao sư huynh lại làm như vậy? Cái gì? Cô gái đó... Thản Sơn đáp. Ta đã buông xuống từ lâu rồi, sao sư đệ còn ôm mãi trong tâm như vậy? 2. Thắng và thua. Một võ sĩ samurai cầm một con cá đến thiền phòng của thiền sư Aikyu và nói: Hãy đánh cuộc đi thiền sư, con cá này trong tay tôi là sống hay chết. Thiền sư Aikyu biết rằng nếu ông nói con cá đã chết thì võ sĩ samurai nhất định sẽ buông tay thả con cá còn sống ra. Nếu ông nói con cá còn sống thì chắc chắn anh ta sẽ ngầm bóp chết con cá. Vì vậy, thiền sư Aikyu nói: Nó đã chết. Võ sĩ samurai liền buông tay và cười nói: Thiền sư, ngài thua rồi, con cá này vẫn còn sống. Thiền sư Aikyu cười nhẹ và nói: Đúng vậy, tôi đã thua. Thiền sư Aikyu đã thua, nhưng ông đã thắng là ông đã cứu sống một con cá. 3. Một chén trà. Nam Ẩn là một thiền sư vào thời Minh Trị, Nhật Bản. Một ngày nọ, một vị giáo sư đại học tìm đến ông hỏi về thiền. Thiền sư pha trà tiếp đãi. Thiền sư rót trà vào chén của giáo sư cho đến khi đầy tràn mà vẫn tiếp tục rót. Giáo sư nhìn trà liên tục tràn ra khỏi chén đến khi không thể nén nổi nữa. Giáo sư đã nói: Đã tràn rồi đừng có mà rót nữa. Thiền sư Nam Ẩn trả lời: Ngài cũng giống như chiếc chén này. Bên trong chứa đầy ý kiến và suy nghĩ cá nhân của ngài. Nếu ngài không làm cạn chiếc chén của ngài, thì làm sao tôi có thể nói về thiền với ngài được? 4. Ngộ tính như ánh sáng. Khi nghe Phật giảng Pháp, một đệ tử hỏi Đức Phật: Con không thấy được thế giới cực lạc mà Thế Tôn đã nói, vậy làm sao mà con tin được? Đức Phật đưa người đệ tử vào một căn phòng tối và nói với anh ta: Có một cái búa trong góc phòng, con lấy nó cho ta. Căn phòng rất tối, người đệ tử giơ bàn tay trước mặt mà vẫn không nhìn thấy các ngón tay của mình. Anh ta đành phải nói với Phật: Con không nhìn thấy gì cả. Đức Phật thắp một ngọn nến, góc phòng quả nhiên là có một cái búa. Những thứ không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. 5. Tâm cảnh. Một ngày nọ, Tô Đông Pha đến gặp thiền sư Phật Ấn để trò chuyện. Hai người đều khoanh chân ngồi xếp hàng. Khi đàm đạo đến lúc cao hứng, Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn: Ngài xem tôi hiện tại trông như thế nào? Thiền sư nói: Tôi thấy ngài trông giống như một vị Phật. Tô Đông Pha mỉm cười và nói với thiền sư: Tôi thấy ngài giống như một đống phân bò.
Thiền sư Phật ấn mỉm cười và không nói gì. Tô Đông Pha nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Sau khi trở về nhà, ông ta đã tự mãn và nói về điều đó với cô em gái Tiểu Muội. Em gái ông nói: "Anh ơi, anh thua rồi. Tâm thiền sư như Phật nên thấy anh giống Phật. Còn tâm thái anh giống như một đống phân bò, thì tất nhiên anh thấy thiền sư giống như một đống phân bò." Tô Đông Pha nghe xong thì đột nhiên đỏ mặt tía tai. 6. Quà tặng. Trong cuộc hành trình, một thiền sư đã gặp một người không thích mình. Thế là liên tiếp trong nhiều ngày, người đàn ông đã tìm mọi cách để vu khống, nguyền rủa thiền sư. Cuối cùng, thiền sư quay lại và hỏi người đàn ông: "Nếu ai đó tặng cho anh một món quà nhưng anh từ chối nhận nó, thì món quà này thuộc về ai?" Người đó trả lời: "Thì thuộc về người tặng quà." Vị thiền sư mỉm cười và nói: "Đúng vậy. Nếu tôi không nhận những lời nguyền rủa của anh, thì anh lại đang tự nguyền rủa chính mình." Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!